Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 104 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, mùng 1 tháng 7 năm 1915, mùng 1 tháng 7 năm 2019, sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên. Dự lễ dâng hoa có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh và thành phố Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, tên thật là Nguyễn Văn Cúc, sinh ngày 1 tháng 7 năm 1915 tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, dù ở cương vị nào, đồng chí Nguyễn Văn Linh cũng luôn hết lòng vì Đảng, vì dân, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đồng chí đã có những đóng góp to lớn cho Đảng, cho cách mạng. Với cương vị là người đứng đầu của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã khởi xướng và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc đổi mới, mở ra hướng đi mới phát triển đất nước. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các đại biểu nguyện đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu mạnh.